ảnh ở đầu người ta nữa. Thì được các lĩnh hồng quân thì giúp đỡ, vậy là rất mang ơn. Ai có thể cho em thêm 5 tắc tắc cắt cho cái nhà nó nhìn thấy nó rộng rãi thêm chút xíu nữa được không? Xin được phép mến chào quý cô chú anh chị và các bạn mình. Hôm nay thì Quỳnh Trung với lại đây là anh nông dân ha, nông dân giới thiệu với quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ, nông dân miền Tây Vlog xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Và bên kia là Cameraman Hoàng Nhật Vlog. Và là có cháu Hoàng Nhật theo nữa, nhưng mà cháu Hoàng Nhật quay cho nông dân với lại Quỳnh Trung đây. Thì vì sao mà hôm nay hai anh em có mặt ở đây với quý cô chú anh chị, cũng thông báo đến quý cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng. Chắc là cái thời khắc này, hôm nay một cái video này thì Quỳnh Trung cũng xin được tiết lộ, đó là hai vợ chồng của anh Việt sẽ được mua đất và cắt nhà với cô chú anh chị. Thì chắc cái thông tin này với cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng thì là chắc là cũng mới, nhưng mà với hai vợ chồng anh Việt thì cũng đã biết trước rồi đúng không anh? Nói chung là thông tin mà được mua đất với lại cắt nhà là mình cũng biết rồi đúng không anh Việt? Cũng biết, cũng phong phanh. Dạ, cũng biết phong phanh thôi, nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào anh ha. Thì hôm nay thì ngoài Quỳnh Trung với lại nông dân miền Tây đến đây thì cập nhật cho quý cô chú anh chị mình biết, thì cũng có chút ít cái đôi lời gửi đến quý cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng, với lại là những cái thông tin vừa qua. Thì vừa qua về cái câu chuyện của anh Việt, anh ngư phủ 45 tuổi lên đến 4 ngày 4 đêm trên biển, thì cái câu chuyện này tất cả hiện nay là trên toàn thế giới đều biết rồi, nên là anh em của em cũng không có nhắc lại nữa. Chủ yếu hôm nay là cái câu chuyện anh được quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm hỗ trợ như thế nào. Và điều đặc biệt hôm nay Quỳnh Trung muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình về cái câu chuyện mà lùm xùm về cái số tiền mà Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị hỗ trợ cho anh Việt thời gian vừa qua là hơn 200 triệu đồng đó nông dân. Đúng rồi. Sau khi mà Quỳnh Trung thì may mắn hơn được quý cô chú anh chị mình ủng hộ rất là nhiều. Có thể nói là hiện nay trên kênh YouTube Quỳnh Trung là 1 triệu lượt xem mấy quý cô chú anh chị, còn trên Facebook rồi này kia nữa. Thì có rất là nhiều cuộc gọi điện thoại gọi cho em, thì có những cái thông tin thật sự khi tụi em đây làm cái gì có nói, tụi em cũng hơi bức xúc một chút. Khi mà quý cô chú anh chị hỏi trực tiếp là cái số tiền mà cô chú hỗ trợ cho anh là hơn 200 triệu đó hiện nay đang ở đâu và đã trao cho anh chưa, thì hiện tại anh có thể cho quý cô chú anh chị mình biết thì hiện tại cái số tiền đó thì sao anh Việt ạ? Số tiền đó mình không biết, tại vì chưa có báo với mình không biết. Tại vì mình về khi mình bệnh, mình lo chỉ bệnh thôi. Dạ. Nhưng mình không biết số tiền đó nằm ở đâu. Dạ. Nói chung là hôm nay anh Việt về thì cũng lo an tâm chữa bệnh, rồi bà con lối xóm lại đây để hỏi thăm rất là nhiều. Có là mình nhận được rất là nhiều sự yêu thương anh Việt ha. Tuy nhiên thì Quỳnh Trung hôm nay cũng nói rõ cho quý cô chú anh chị mình biết để tránh những cái sự hiểu lầm. Thì khi anh Việt té xuống biển vậy đó, thì khi mà vớt vô được tới đảo Phú Quý anh Việt ha, thì may mắn được một vị Mạnh Thường Quân, chị cũng là một nhà hảo tâm, đứng ra để kêu gọi giúp đỡ cho anh Việt. Tính thời điểm hiện tại vẫn đang còn kêu gọi giúp cho anh, đó là chị Ngân ở ngoài kêu, đó là kêu cái gì anh? Đảo Phú Quý. Ở ngoài đảo, chị Ngân là ở ngoài đảo Phú Quý, là ở Bình Thuận. Bình Thuận ha anh. Dạ, thì chị Ngân đó là ở bên đảo Phú Quý đó. Thì chị Ngân đó hiện tại đang giữ số tiền kêu gọi để hỗ trợ giúp đỡ cho anh Việt. Và chị Ngân cũng đã, Quỳnh Trung cũng đã liên hệ cho chị Ngân rồi. Số tiền đó sử dụng đúng mục đích, đó là thứ nhất là mua đất nè, thứ hai là sẽ cắt nhà cho anh Việt. Tại vì hiện tại với cô chú anh chị mình biết đây là căn nhà mà anh Việt chỉ ở đậu trên đất của bà lão thôi đúng không anh ha? Đúng rồi. Mình ở đậu đi được mấy năm rồi anh? Mới hơn năm. Vậy là mới hơn năm, cái căn nhà mới cắt hơn một năm thôi. Lúc trước mình ở đâu anh? Ở chung ở đậu rồi giờ vợ. Lúc trước ở với mẹ vợ. Là má vợ anh đằng kia đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì đó quý cô chú anh chị thì cũng có nhiều thông tin gọi trực tiếp cho Quỳnh Trung luôn, hỏi là hiện nay anh Việt về mấy ngày rồi và cái số tiền 200 triệu đó đâu. Thật sự là em cũng rất là bỡ ngỡ luôn á, em không phải là người nhận tiền. Thật ra em cũng tiết lộ cho anh luôn, thì hiện nay em cũng, em với lại anh Mr. BB, anh nông dân Vlog cũng đang giữ một ít tiền của quý cô chú Mạnh Thường Quân, người ta hỗ trợ cho anh. Thì khi nữa, ít hôm nữa thì hiện nay thì Quỳnh Trung cũng có cuộc hẹn với lại chị Ngân, khi mà ít hôm nữa chị vô trong Kiên Giang này, thì quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm. Tại vì từ ở chỗ chị Ngân á, từ đảo Phú Quý mà vô trong tới Kiên Giang này phải mất
khá là nhiều thời gian và chị phải thu xếp gia đình nữa chứ không phải là giống như ở Kiên Giang đây như Quỳnh Trung là nông dân á thì dạ anh cứ ngồi nha. Dạ. Do cái công việc của chị Ngân á là không phải làm YouTube như mấy anh em mình cho nên không có đi thường xuyên. Với cô chú anh chị thì do tính chất công việc của chị Ngân ở ngoài đó thì chị cũng còn đi làm thiện nguyện thì chị cũng còn lo gia đình rồi này kia cho nên là chị chưa có thu xếp vô trong Kiên Giang mình được. Thì nói chung là chị cũng có cái hẹn vô trong này rồi nhưng mà chưa biết khi nào thì nội chắc là từng tới là sẽ vô tới để mà coi tính toán để mà giúp đỡ cho anh. Thì nói chung hiện tại cái số tiền mà quý chú anh chị mình cũng biết là hơn 200 triệu đó thì nó sẽ còn ở đó không mất đâu quý chú anh chị cho nên là quý cô chú anh chị mình cũng an tâm. Để nhiều khi trời ơi em nói là có rất là nhiều cuộc gọi luôn á tại vì cô chú anh chị tưởng là em là cái người nhận tiền cho anh á. Thật sự thì nhiều cô chú anh chị cũng hiểu lầm mấy anh em YouTube á, thật sự cái phần 210 mấy triệu đó là tất cả những anh em YouTube như là Quỳnh Trung Vlog, Nông Dân Miền Tây Vlog hay là Mr. BB hay Quang Nhật Ba Dưa Vlog là mấy anh em là những cái ngày đầu tiên có mặt ở đây. Nhưng mà mấy anh em cũng chưa hề biết cái số tiền đó và cũng chưa hề công bố trên video. Nhưng mà không biết lý do gì cô chú anh chị lại có cái thông tin đó. Dạ chắc là cô chú anh chị mình xem trên Facebook của chị Ngân á, nghe nói là được ủng hộ 200 mấy triệu đó. Rồi cô chú anh chị mình cũng hỏi dồn dập á là cái số tiền 200 triệu thôi đâu. Tụi em thật sự cũng rất là bỡ ngỡ luôn. Thì hôm nay cũng làm cái video này ngồi với lại anh Việt. Hôm nay thì sức khỏe của anh như thế nào anh Việt? Khỏe thì cũng hồi phục lại rất nhiều mà ngày mai mình đi khám bệnh lại coi nó làm sao. Tại vì hôm rồi mình về mình lưu với tâm thần bất ổn cũng chưa đi khám bệnh, miệng mòm thì ăn uống chưa được. Chứ cũng lại bà còn con cũng tới lui liên tục rồi. Đúng rồi. Chưa có thời gian việc ha. Đúng rồi. Rồi nói chung là cái việc mà ngày mai anh đi khám bệnh thì nó cũng rất là tốt. Tại để ra đó người ta khám tổng quát lại cái cơ thể mình nó là sao. Thì, về cái phần mà mua đất cất nhà cho anh Việt cái biết của chú anh chị thì hiện nay thì nói chung là gia đình mình cũng đã dọa rất là nhiều nơi rồi đúng không anh? Dạ. Nói chung là khi sáng giờ Quỳnh Trung lại mấy anh em vô đây thì cũng đi vòng vòng sớm ở đây thì cũng có hỏi nhiều cái mảnh đất vòng vòng đây. Nếu mà cái miếng cao hồi sáng mình hỏi là bao nhiêu tiền anh nông dân? Cái miếng cao nhất hình như là kêu 100, 200, trên 150 là khoảng 160, 170 gì đó không mình? Trên 170 triệu anh ạ. 150. 150, trên 150. Ở đây là chỉ có một miếng rẻ nhất là của bà con để lại đó. Dạ. Thì đợt này Quỳnh Trung cũng rất là may mắn, Quỳnh Trung được tiếp một cái công sức nhỏ. Thì Quỳnh Trung có liên hệ với chị Ngân thì cũng được chị Ngân đồng ý. Thì có nhờ Quỳnh Trung đến địa phương của anh đây tìm cho anh một cái miếng đất nho nhỏ nó phù hợp với gia đình với cái giá tiền nó phù hợp để sau này khi mà mua đất nợ cắt nhà thì mình còn dư được cái số vốn anh Việt ha. Dạ thì cái miếng đất đó đâu không biết là anh Việt bây giờ anh Việt có thể dẫn cho em đất bên này quân mình đi xem thử anh Việt nha. Dạ bây giờ mình vừa cái túi tiền mình thì mình lựa miếng đất nhỏ nhỏ thôi nó phù hợp chứ để mà cao quá thì sau này không có dư ra đúng không vậy ha. Dạ. Khi mà nghe được miếng đất với lại cái nhà chị thấy gì sao? Rất mừng và rất vui, cảm ơn tất cả lực lượng người ủng hộ cho chương trình. Dạ hiện tại thì cái miếng đất này quý cô chú anh chị thì cũng cặp bên nhà của anh Việt luôn. Nhà của anh Việt ở đây là ở dưới mé sông, là chỉ ở tạm của nhà của bà thôi. Thì cái miếng đất này như thế nào anh Việt dẫn cho cô chú anh chị mình xem sơ qua anh Việt nha, để cho cô chú anh chị mình thấy. Thì thật ra thì đây là đất với lại nhà của anh Việt thì được chị Ngân hỗ trợ, Quỳnh Trung với lại nông dân miền Tây đây với lại tất cả anh em như anh Mr. BB nè, Quang Nhật đồ này kia chỉ hỗ trợ một cái công sức nhỏ đó là cập nhật tình hình lên video để cho quý cô chú anh chị, quý nhà hậu tâm được nắm rõ thôi. Thì cái miếng đất nó nghe cái vị này có người anh bà con của người gì đó là con của dì Tư đó có chia lại đây 5 thước cho em ở. Ở đâu anh? Đây, ở đây hả anh? Bề ngang 5 thước chạy dài. Dạ. Ở đây. Anh là chủ đất phải không? Dạ. Anh là chủ đất ở đây đúng không anh? Dạ. Từ mí này đó anh. Từ mí này. Vậy là qua tới cái gốc. Vậy là có bao gồm với cái mé sông đó luôn anh? Xuống luôn. Dạ xuống mé sông luôn á. Dạ. Từ mé sông ra tới hậu. Tới hậu luôn. Đây quý cô chú anh chị mình thấy đây. Là nó vô tới đâu anh vô xích vô này chỉ cho quý cô chú anh chị mình biết để xem cái miếng đất của anh Việt. Gọi vô. Anh chị vô đây, dạ, để mình... Đất của anh mà.
đất của anh mà. Đất của anh phải vô anh, dạ, anh coi để chủ đất. Mà hôm nay là cái video để em quay cập nhật cho quý cô chú anh chị mình biết thôi, còn để nữa chị Ngân á, chị vô rồi chị mới là chốt đơn. À, hôm nay thì em với anh nông dân đây chỉ giống như làm cái video để cho chị biết là ở đây có một cái miếng đất như vậy nè. À, tới đâu anh? Đây đây, tới đây. Dạ. Rồi anh đứng đó được, anh đứng được rồi. Anh là tới là tới tới cái trụ đá là sao đúng không? À, là tới cây dừa đó anh. À, tới chỗ mọi việc chỗ anh đất anh đứng. Dạ. Đó là nếu mà tính ra là hơn 20 mét. Dạ, hơn 20 mét. À, từ đây xuống tới mé sông là hơn á, hơn nhiều á. Vậy là đất ở đây là cái này là trước có hầm gì không? Cái đề. À, có đề hả? À, dạ, cái đề. Nhưng mà anh Việt thấy cái mảnh đất này ở đây thì như thế nào? So những cái so với thì, những cái mảnh đất so với thì với người ta thì không có được gì, còn so với vợ chồng em là em rất mừng. Dạ. Khi mà nghe thông tin mà được miếng đất với lại được cắt căn nhà là mình thấy rất mừng, rất vui. Dạ. Này vô cùng xúc động nha. Hôm nay hai vợ chồng chung vui đi, khi mà mình cũng gửi lời thăm với các lệnh hồng quân với bằng bên YouTube của video, anh em YouTube cũng giúp đỡ mình cũng xin cảm ơn bà con cô bác lệnh hồng quân rất nhiều, mình cũng rất là biết ơn đến bà con cô bác. Tụi em thì anh Việt biết sao, tụi em thì cũng còn nhỏ bé, cũng không có giúp được anh nhiều. Nhưng mà ở chỗ anh thì ngay những ngày đầu được sự yêu thương của chị Ngân ngoài đó, chị cũng làm nhiều cầu nối để giúp đỡ anh. Nói chung là người mà cứu mạng anh thứ hai em nghĩ là chị Ngân á. Chị Ngân đã kêu gọi, và hôm nay thì cái số tiền nó lên tới là chưa biết cập nhật bao nhiêu, nhưng mà nó đã 200 mấy chục triệu rồi. Thì hy vọng với cái mảnh đất này, thì không biết là cái mảnh đất này hiện nay là giá bao nhiêu tiền danh gì? 80 triệu. 80 triệu là bên phía này là bà con anh, cái anh chủ đất đó rồi ta. Anh ơi anh chủ đất ơi, anh vô đây với em xíu nha. Dạ. Anh vô trong này nè. Dạ. Giò quá nhất rồi, ngồi được không? À, kiếm cái ghế để đây. Ngồi mà hỏi cũng dạ, được nữa, tại giờ đúng không? Ngồi, dạ. Anh ngồi chung. Rồi vậy mình ngồi chung với anh luôn. Dạ, ngồi chung với anh. Dạ. Anh ngồi. Anh hỏi anh chủ đất giùm em nha anh nông dân, dạ, tại vì hiện nay giò của anh Việt còn yếu với cô chú anh chị. À, theo anh là miếng này anh kêu bán bao nhiêu vậy anh tên gì anh? Tên Triệu. À, anh Triệu ha, anh dạ. Triệu là cái người chủ của miếng đất ở đây. Dạ. Mà thời gian sắp tới thì quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ gia đình anh Việt để mua cái miếng đất này. Thấy em bút không có tôi mới để cho nó. Dạ. 80 triệu. Là 80 triệu là ngang là ngang 5 mét. Dạ. Dài 20 mét. Mà chưa tính dưới mé sông. Xuống tới mé sông là khoảng 20 mấy 30 mét. Là cái phần đó mình có tính tiền không hay làm cho luôn? Cho luôn ha. Dạ. Dạ. Nếu bề ngang 5 mét thì em thấy nó à, nhỏ rồi, mà với so với 80 triệu đó. Nếu mà nói là anh em út là anh có thể cho thêm 5 tấc nữa cho nó cái đó cho xíu nữa được cho, không? Cho xíu cái đó rất là dễ thôi. Vậy là anh đồng ý. Vậy anh đồng ý đây. Bữa nay mấy anh em quay lại video là giống như là làm cái này, video này em gửi cho quý cô chú Mạnh Thường Quân á. Rồi. Thì nói chung là cái giá 80 triệu thì cái này là cũng người trong gia đình rồi quý cô chú anh chị. Đúng, người ngoài không có gì. Ngoài là không có gì đâu. Ngoài là đâu có bác. Dạ. Nếu mà kêu bớt nữa thì bớt cũng đâu được, tại vì bởi vì em toàn cái xung quanh khu vực này thì không có cái giá nào mà nó 80 triệu đúng không anh Việt ha? Đúng rồi. Dạ. Rồi giấy tờ mình sao anh? Giấy tờ thì anh em hai anh em là ký vô là tại vì ở đây chưa có sổ hồng. Ở đây là đất này là từ đất chưa có sổ hồng. Dạ. Chưa có sổ. Ông ngoại ông chia là không có ai có cậu kìa. Thì có mình cũng anh hai cho mình ở đây thì mình chia cho mình, thì nhờ cô bác ông bà ở đây mấy anh chị đồ ở đây xác nhận cho mình. Dạ. Để sau này khỏi có sự chăm cấp của con cháu sau này. Nếu mà chưa có sổ hồng thì cũng phải nhờ bên giống như xã rồi này kia. Đúng rồi. Chính quyền địa phương hai bên với hai bên giáp ganh đó, người ta làm chứng. Dạ. Để mình được sở hữu cái miếng đất của mình. Dạ. Dạ. Thì nói chung thì hiện tại thì cái miếng đất này thì còn phải thông qua chị Ngân nữa, thì ít hôm chị Ngân vô thì mới đưa ra cái quyết định. Nhưng mà hôm nay thì tụi em cũng muốn làm một cái video cập nhật ở đây là có một cái miếng đất như vậy đó, 80 triệu mà nhà bà con. Thì còn cái phần mà giấy tờ hoặc là gì đó thì để nữa vô coi chị Ngân với lại gia đình sẽ thương lượng lại coi có được không. Nếu mà được thì chốt và tiến hành sẽ cắt nhà.
Còn về cái phần mà thợ thầy để mà kêu cắt nhà thì nói chung là cũng phải thông qua chị Ngân nữa. Đang chờ chị Ngân vô coi coi mình mới có quyết định được coi coi mình cắt nhà tường hay là cắt nhà tiền chế nữa. Tại vì cái phần mà chị Ngân kêu gọi là chỉ có 210 mấy triệu thôi đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà miếng đất thì nó hết 80 triệu rồi. Dạ. Thì nó còn khoảng chừng 130. 211 triệu là khoảng chừng còn gì 130. Trong các cái nhà 130 này nếu mà lên tường thì sợ nó không có đủ. Cho nên cái phần đó thì mình chỉ đợi chị Ngân vô thôi. Còn ở đây thì anh em mình hỗ trợ thì được cũng không có nhiều, thì mỗi người thì được vài triệu thì với cái hy vọng thì sẽ gom góp lại được đủ cho anh chị được có một cái mái ấm. À, theo anh chị thì ngay lúc này thì cái mình có cái miếng đất thì nó quan trọng hơn đó. Còn nhà thì ví dụ như mình cắt nhà tiền chế rồi thì cũng được đúng không anh chị? Đúng rồi, mình rất vui. Chứ có miếng đất cả là khu hữu của mình là rất mừng rồi, có gì ở đậu nữa. Chị này hồi trước giờ là mình chưa có cái miếng đất nào hết. Giờ là nói chung là nghe thông tin là sắp tới mình sẽ có được một cái tài sản thì như thế nào chị? Dạ, rất mừng, rất vui và rất cảm ơn những người hảo tâm giúp đỡ cho mình. Em nghĩ ngay lúc này thì chị cũng nên gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú Mạnh Thường Quân bên chị Ngân ha. Thì đó là chị cũng cảm ơn chị Ngân bên bển ấy. Cảm ơn tất cả khi là ai giúp đỡ cho mình tấm hết hết trơn luôn. Hy vọng thì ít bữa nữa chị Ngân vô thì tụi em sẽ làm một cái video giống như là gói ghém coi làm sao để mà sau này hai anh chị còn dư ra một cái ít vốn để làm ăn nuôi con nữa. Còn về cái phần nhà thì chắc là phải để tính sau, tại vì nói chung hồi nãy giờ thì mấy anh em cũng có gặp trực tiếp thợ hồ, cũng thông báo với lại chị Ngân luôn, thì bên thợ hồ kêu nếu mà nhà lên nhà tường thì ở trên cũng lập thiết rồi, cũng cắt là nói chung là ngang năm dài thì nó phải trên 15 rồi, nó ra cũng 200 mấy. Nhưng mà với cái số tiền đó hiện tại thì mình cũng chưa biết là bên chị Ngân là cập nhật với quý cô chú mình Đường Quân là bao nhiêu tiền nữa. Đúng rồi, thì thôi để cho chị vô đi rồi mình hãy đưa ra một cái quyết định cho nó chính xác. Khi mấy anh em mình dắt anh Việt với chị Đào lại coi đất á, thì anh Việt đã xúc động. Thì có thể là năm nay anh Việt 45 tuổi rồi, chưa từng sở hữu miếng đất nào hả anh Việt? Cũng có, hồi xưa mình cũng có đất của bà già đó để lại đó. Rồi khi mình gặp vợ mình á, rồi hồi mình chưa gặp vợ mình á, mình thấy nhà nhỏ em sụp sụp muốn sập, rồi mình bán cái nhà của mình đi để mình cắt nhà cho nhỏ em. Thì tới ngày mình gặp vợ thì mình không còn cái gì hết, tới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn. Lúc nãy thì bạn Quỳnh Trung cũng đã nhờ chị vợ anh chia sẻ về cái cảm xúc về gia đình mình hôm nay là được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tài trợ cũng như là giúp đỡ mình được cái phần đất. Còn riêng anh thì như thế nào hả anh Việt? Thì anh á, thì anh rất vui, tại vì anh suy nghĩ hoài à, anh đi làm á, thì hiện tại giờ anh một vợ hai con làm thì cũng linh đinh trên biển này, cũng biển này người ta thì kêu mà biển giả mà đâu phải biển thật đâu, thì lắm lúc làm được lắm lúc không, thì không biết chừng nào anh mới khỏi cái cảnh ở đâu người ta nữa. Thì được các Lĩnh Hồng Quân thì giúp đỡ vậy là rất mang ơn, cảm ơn rất nhiều. Gia đình tôi xin cảm ơn rất nhiều. Từ khi mà ngay lúc đầu là chị Ngân có báo là sẽ tiến hành sử dụng cái tiền của quý cô chú Mạnh Thường Quân gửi về đúng chỗ, đúng nơi, đúng mục đích, thì cái điều quan trọng thì bây giờ là cái căn nhà là cái điều dĩ nhiên. Điều căn nhà thì không thể nào cắt ở trên đất đậu của bà lão được, tại vì đó là ở dưới mé sông thôi. Đi đó cũng là đất nhờ. Dạ, cũng là đất nhờ. Nhưng mà nếu mà đợt này có cơ hội như vậy, có được một cái mảnh đất như vậy thuộc quyền sở hữu của hai anh chị thì nó tốt hơn. Sau này con cái đồ nó đi học nó cũng hãnh diện với lại bạn bè khi được quý cô chú anh chị mình có một cái mảnh đất là một cái tài sản sau này của con cái mình đó anh ha. Dạ. Thì nói chung là thôi cũng đừng xúc động nhiều nha, mới khỏi à, ảnh mừng lắm quý cô chú anh chị. Thật sự là từ bữa nay, từ hôm bữa mà anh Việt về tới giờ đó thì ngày hôm nay là anh mới gơ những cái giọt nước mắt của mình. Đúng rồi. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc á. Rất là mừng. Dạ.
À, còn phía của anh bên chủ đất thì anh nói vậy thì cũng rất là ok anh ha, tại vì cái này thì cũng bà con kêu bằng anh cũng giúp đỡ cho anh việc rất là nhiều với cô chú anh chị. Không phải cái miếng đất này ở đây nó có cái bề ngang 5, bề dài 20 mà anh để cái giá đó, tại vì cũng bà con. Tại vì khu vực ở đây thì nếu mà kích thước đất đó thì nó là nó cũng trên, nó trên 80 triệu rồi. Hỏi sáng giờ là toàn trăm mấy thôi chứ không có cái nào mà 90 hết trơn á. Nhưng mà nhớ là mấy anh em với anh Việt đây là xin thêm 5 tấc ngang đó nghe. Anh nhớ nha anh là chị cũng ao ước là cũng có xin thêm chút để giống như cho rộng rãi con cái sau này ở đúng không? Đúng. Chú biết là làm cái đường đi cái là sao thôi. Dạ thôi chị xin sao chị qua chị nói với lại bên chủ đất đi cho người ta. Chị. Anh ngồi đi dạ. Cho chị qua phía này nè. Nói với anh chủ đất nè. Chị nói thì sao mà để cho ảnh hài lòng để mà ảnh cho chị thêm một chút. Dạ. Anh hai có thể cho em thêm 5 tắc tắc cắt cho cái nhà nó nhìn thấy nó rộng rãi thêm chút xíu nó được không? Được. Dạ rồi, năm dễ quá vậy. Năm quá là dễ rồi. Dạ. Anh hai chứ hả? Trong lúc này xin thêm mét thì xin. Dạ. Em mốt mà không lẽ xin mà anh không cho à? Dạ. Dạ. 5 tắc gì mét cũng được hết năm á, người đất quê mà. Dạ. Mét là anh còn cắt cái nhà lớn nữa. Mét được quá. Dạ. À, mét được quá. Dạ. Cho 5 tắc là dữ lắm. Mấy anh mà anh xin. Dạ. Anh còn cắt cái nhà lớn. Dạ. Nói chung là thường là người ta không cho đâu, tại chốt giá đó rồi, nhưng mà anh em anh hai ở đây là thấy em Út là anh Việt với chị đào đây cũng khó khăn. Miễn mà cắt 5 mét thì nó hẹp. Dạ, dạ. Đúng rồi. Cho thêm 5 tấc nó làm hai đà thành cái giữa lọt lòng là 5 mét. Dạ. Tổng diện tích mình là bề ngang là 5m5. Dạ. 5m5. Bề dài tính từ hậu tới với mé sông luôn. Dạ. Xây dựng nữa vô nữa thì nó không còn, còn 4 mét mấy à? 4m8. 4 mét mấy à? 4m4. Dạ. Bởi vì hai đà 20 rồi. Dạ. Ra ga 40 rồi. Tính vậy cho nó gọn. Hôm nay thì nói chung là cũng một cái clip cũng rất là thuận lợi, tại vì mình chỉ nói một tiếng thôi là anh chủ đất là đồng ý liền. Dạ. Nói chung cũng rất là cảm ơn anh hai rất là nhiều. Cho ở đậu tại vì con của bà dì. À là hiện tại là anh chủ đất là cũng cho đang cho ở đậu đúng không? Đúng luôn, là con bà dì cho ở đậu luôn không? Dạ. Thấy không có ông nói mày cứ đi về đất ta mày cắt đây. Dạ. Đi về cắt ở tới giờ. Còn về cái phía mà giấy tờ, thủ tục thì cái phần đó thì khi mà chị vô thì sẽ tiến hành để giống như là chồng tiền rồi cũng mời chính quyền địa phương xuống đây để làm một cái giấy. Giống như là một, nếu mà không có giấy tờ bằng khoáng này kia thì cũng có một cái giấy tay cho anh chị giống như là mình chính thức mình sở hữu cái miếng đất này. Rồi nhà cửa gì đó thì bên thợ hồ sẽ báo với mình sau thì anh em cũng cập nhật. Ờ thôi giờ bây giờ cũng mừng ha, mình đứng lên mình chắc đêm nay chắc hết ngủ anh vậy ha. Dạ, mấy hôm nay là nghe chỉ là hỗ trợ cái nhà thôi chứ mình cũng chưa biết là định hình là ở đâu. Nói chung là thì hiện tại thì anh em cũng vẫn chưa biết được là ở phía bên quý cô chú Mạnh Thường Quân người ta có chịu miếng đất này hay không, tại vì cái này mình làm mình cũng phải thông qua bên Mạnh Thường Quân nữa. Tuy nhiên thì cái miếng đất như vậy thì nó cũng rất là ok đấy, thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình cũng ủng hộ cho hai vợ chồng anh, thì ở đây cũng gần bà con đồ nãy kia nó cũng thuận tiện nữa, mà cái đường thì đường lớn mà xe 7 chỗ vô được quý cô chú anh chị. Thì ví dụ như nữa xây dựng đồ nãy kia là xe tải đồ ra vô được không anh? Được. Dạ. Được, đá thực sự thì so theo cái tiền mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đóng góp á, mình không thể kiếm miếng đất mà nó to hơn với nó nhiều tiền hơn được. Dạ. Tại vì kinh tế nói chung là kinh tế của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Là phía bên chị Ngân thì nó cũng hơi ít, thì tổng cộng thì có 200 mấy thôi cô chú anh chị. Dạ. Thì theo mấy anh em thì với bên phía gia đình anh Việt á là chọn miếng đất là 80 triệu ở đây là nó cũng vừa, cũng hợp lý thôi. Dạ. Muốn mà thường thường mấy chỗ kia là anh Việt có nói là xích đằng kia đúng không, là dạ, người ta kêu 150 hả, 5 thước chạy dài 30, 150 à, 150 triệu, nhưng mà đường thì nó nhỏ hơn đường này. À, đúng đường rồi. Đó cũng chung đường, à, luôn. Chung đường này luôn hả? Đúng đường này. Dạ. Như vậy thì cũng mừng rồi, tại vì muốn hơn thì nó lại hết tiền cắt cái nhà thì tội nghiệp cho anh chị nữa. Thì đó, thì hôm nay thì cái video giống như là anh em cũng làm cho quý cô chú anh chị mình biết được cái mảnh đất mà sắp tới đây anh Việt sẽ mua để mà cắt nhà. Còn về phần cái tiền quý cô chú Mạnh Thường Quân hỗ trợ mà 200 mấy chục triệu đó, không phải là Quỳnh Trung đang giữ số tiền đó, mà ở phía chị Ngân ở ngoài Quảng Ngãi, ở ngoài ngoài đảo đó đang giữ số tiền đó, thì ít hôm nữa chị sẽ vô chị liên hệ.
nói cô chú anh chị thông cảm là không phải ghi gì Quỳnh Trung mà tất cả Mr. BB Vlog nè, Quỳnh Trung Vlog, nông dân miền Tây Vlog và Ba Dư Vlog hay là Quang Nhật Vlog, tất cả bốn anh em, năm anh em ngày đầu tiên là không có ai biết tới cái số tiền đó hết, chỉ có mình anh chị Ngân là cái người tiếp cận tới anh Việt đầu tiên ở ngoài đảo Phú Quý. Chị Ngân đã kêu gọi như là quyên góp được 210 mấy triệu. Thì nay mai hay là cái ngày nào đó thì mấy anh em cũng đã hẹn với chị Ngân rồi. Thì cái ngày đó thì chị Ngân sẽ vô đây và mọi sự quyết định thì tùy ở chị Ngân thôi. Tùy chị Ngân thôi. Tụi em chỉ làm một cái video để cũng như là cho chị Ngân xem được đất thì đã chọn rồi cái chỗ này và anh Việt và gia đình cũng đã đồng ý. Thì cái video nãy giờ thì cũng dài rồi, anh để cho anh Việt nghỉ ngơi với cô chú anh chị, tại vì hiện tại giò chân của anh rất yếu á, thì biết là anh Việt còn đôi lời nào gửi đến quý cô chú mình Hình Quân trên đất nước mình không anh ạ? Em là Trần Nhân Việt, 45 tuổi, em cũng xin cảm tạ các linh hồn quân ở đất nước Việt Nam và ở ngoài nước ngoài. Thì em xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn nhiều lắm. Ngay thời điểm này, một video mà hàng triệu người chắc sẽ rơi nước mắt khi mà những giọt nước mắt hạnh phúc của anh Việt bình an, khi mà bình an trở về nhà với cô chú anh chị, thì bây giờ anh nhận thêm được nhiều sự yêu quý và yêu mến của quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước nữa. Một lần nữa Quỳnh Trung cũng thay mặt cho gia đình của anh Việt gửi lời mang ơn cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình. Cũng cảm ơn anh chủ đất đúng nha. Đến hồi quên ảnh là chủ đất đổi ý là mệt. Có ngày nào tới đêm nay đổi ý không anh? Dạ đừng đổi ý nha. Một lời nói ra là 9.000 vàng đó. Dạ rồi, chị có lời nào gửi đến cô chú Mạnh Thường Quân mình nữa không? Nói đi nói lại đâu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân các cả hết trên toàn tỉnh kia hết. Ngoài trong ngoài khắp trong thế giới luôn. Khắp thế giới luôn. Đúng rồi. Có ai có lòng tốt xin cảm ơn hết. Dạ. Thì nói một lời cũng không hết. Dạ. Thì hiện tại bên kênh YouTube của em và anh Mr. BB với lại anh nông dân miền Tây đây cũng đang còn nhận của anh chị một số tiền. Thì khi nào mà đợi cho chị Ngân vô thì tụi em sẽ cập nhật một lượt luôn. Tại vì khi đó thì tụi em, hiện tại thì tụi em vẫn đang nhận tình thương của quý cô chú anh chị mình gửi về, cho nên là cô chú anh chị cũng có cô chú chị nước ngoài nữa gửi về, thì cái thời gian nó hơi lâu á, thì đợi mà cô chú anh chị chuyển về nữa thì em sẽ tổng kết lại. Hôm đó thì gặp chị Ngân thì tụi em sẽ bàn giao một lần một để cho anh chị có một cái số tiền coi như thế nào, tính toán như thế nào để xây nhà hay là làm nhà tiền chế gì đó. Thì xin được phép hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video cập nhật kế tiếp. Dạ thì tới đây chắc mấy em chào. Cũng chào cô chú anh chị đi. Dạ hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo ạ.